lựa chọn phải xuất phát từ mục tiêu và đi cùng niềm tin. Nếu không tin, sao em theo? Đây là cả một quá trình nhận thức của cá nhân em từ rất nhỏ. Và em biết rằng mình đã quyết định đúng. Anh muốn biết vì sao em tham gia Hội Việt Nam Cách Mệnh Thanh Niên? Chỉ là hỏi để hiểu thêm em thôi. Xem có giống anh không? Điều lệ. Do điều lệ. Lần đầu tiên khi anh cho em đọc điều lệ của hội, em đã hiểu người viết ra nó thực sự có tầm nhìn rất rộng từ nền tảng tri thức rất cao. Ông ấy biết cách thuyết phục, cách dẫn dắt người ta, khiến người ta nhìn thấy con đường đi tới độc lập của An Nam ta chỉ bằng vài dòng ngắn gọn. Ông ấy muốn thu phục thợ thuyền, dân cày và binh lính, dẫn đường cho quần chúng bị lao khổ liên hiệp với giai cấp vô sản thế giới. Ông ấy tin vào vô sản, tiên đoán về cách mạng vô sản, về đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa Mã Khắc Tư. Điều mà những lãnh tụ các phong trào, nghĩa quân trước đây không bao giờ đề cập. Tất cả những điều ông ấy viết trong điều lệ hội cũng là điều em nghĩ. Em cảm thấy, và bởi chính vì vậy, em tin. Tin thì theo thôi. Anh cũng có cảm nhận và tin vào những điều ông ấy viết. Ông ấy là Nguyễn Ái Quốc, người đã gửi thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam. Trong đó có bản yêu sách 8 điểm gửi tới hội nghị Versailles năm 19 mà em vừa nhắc tới. Là ông ấy à? Chính là ông Nguyễn à? Đúng. Lần này đi Quảng Châu dự lớp huấn luyện của Tổng bộ Việt Nam Cách Mệnh Thanh Niên, chính ông Nguyễn sẽ là người đứng lớp. Anh sẽ kể cho ông ấy nghe cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta. Em có nhắn gửi gì không? Anh hãy nói với ông ấy rằng con đường đi tới độc lập có thể còn rất dài, nhưng dù phải mất cả trăm năm nữa, dù phải hy sinh đến đời con, đời cháu, thì cái ý chí đó phải được thực hiện. Chúng ta phải giành độc lập. Đất nước chúng ta phải độc lập. Vì chúng ta chung một ý chí giành độc lập. Đồng chí, chúng ta là những người đồng chí, những người cùng chí hướng và cùng ý chí giành độc lập.